Em xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của Hot Music. Hôm nay em lại tiếp tục quay trở lại với mọi người và review cho mọi người một cây đàn đến từ Nhật Bản và nó tên là A50C. Đấy, Aria A50C. Cái đàn này thì cực kỳ chất lượng. Mọi người có thể xem qua về ngoại hình của nó. Đối với những cái đàn Nhật Bản này thì thường là sơn nó không có dày lắm nhá mọi người nhá. Sơn nó vừa thôi. Đủ bóng và đủ mới, đủ cao cấp cho mọi người nhưng mà nó sẽ không có dày cùi. Đấy, nhưng mà cũng rất là đẹp. À, đặc biệt cái đàn này thì tiếng nó rất là nổ và âm lượng của nó lại cực kỳ to so với cái dáng đàn này và cái so với cái classic, cái dòng đàn classic thì cái âm lượng của nó to và nổ hơn rất là nhiều so với những cái đàn cùng tầm giá này. Thì hôm nay em xin mời mọi người cùng trải nghiệm em cái đàn này nhé. Đầu tiên là nói về thông số kỹ thuật của cái đàn này thì cái đàn này được làm theo kiểu classic truyền thống, thùng đàn bé bé đấy. Và được sơn bóng hoàn toàn, cứ cần cho đến lưng hông để sơn bóng hết nhé mọi người nhé. Và có tùy chỉnh cần đấy mọi người nhé, không cần phải lo về vấn đề cong cần sau này. Và nó có bản cần là 52mm nhé mọi người nhé. Còn về cấu tạo của nó thì mặt tốt là gỗ cedar, cedar solid. Thì mọi người cũng đã biết rồi, cedar thì cho ra cái chất âm rất là ấm và tình cảm. Ngoài ra thì nó cũng rất là nổ, để làm đàn classic rất là nổ, tiếng rất là nổ mọi người nhé. Còn lưng và hông thì là gỗ cẩm lai Ấn Độ đấy. Bộ gỗ này cũng cực kỳ già và rất là đẹp. Đấy, trông nó ná như là cẩm Brazil nhưng mà nó là cẩm Ấn Độ nha mọi người nhá. Đấy, với cái tầm giá này thì chúng ta có một bộ gỗ cẩm Ấn Độ là cũng rất là tốt rồi. Lưng và hông là cẩm Ấn Độ. Đấy, còn cần đàn của chúng ta thì nó là gỗ mahogany. Đấy, cũng như những cái đàn cao cấp thôi. Và cái đàn này thì được gia công rất là tỉ mỉ, những cái vết ở chỗ này sẽ không có cặn thừa. Đấy, làm rất là tỉ mỉ và chỉnh chu, cực kỳ đẹp nha mọi người nhá. Mặt phím của chúng ta thì nó là gỗ mun đen ebony. Đấy, rất đẹp. Còn ngựa đàn của chúng ta thì nó là gỗ cẩm lai Ấn Độ luôn nhé mọi người nhé. Rồi, dây trên đàn thì là dây Savara, một loại dây rất là tốt cho classic, bấm nó rất là nhẹ cũng như là tiếng rất nổi nhé mọi người nhé. Và cần đàn của chúng ta thì nó là bản cần 52mm, nó là cái bản cần truyền thống cho chúng ta có thể chơi classic cổ điển rất là tuyệt vời. Đấy, không cần cái bộ khuếch đại, không cần bộ EQ, rất tuyệt vời. Khóa đàn là khóa vàng cao cấp. Đấy, rất đẹp nha mọi người nha. Và bây giờ xin mời mọi người trải nghiệm thử âm thanh của em nói nhé. Đầu tiên là tiếng rải nha mọi người nhé. Đấy, tiếng nó rất là nổ và cái độ khuyện rất là cao, cũng như là cái tần số dao động ở trên mặt. Chúng ta cầm cái đàn thì mới cảm nhận rõ được. Nó rất là vang mọi người nhé. Đấy, như một tiếng trống. Cái độ sâu của cái đàn, cái độ sâu của cái tiếng thì chúng ta có thể gõ ở đây và nghe thử cái độ vang và sâu. Đấy, nó dao động trên cái thùng đàn rất là tốt và cái độ vang, độ rung rất là ok. Đấy, tiếp theo. Lâu mọi người nhé, rất là nổ luôn. Đấy, cái tiếng của nó thì cực kỳ nổ và các bác, các chú nào muốn chơi classic truyền thống, classic cổ điển thuần túy thì đây là một cái đàn rất là đáng để chúng ta lựa chọn với những cái thiết kế cũng như là âm thanh đem lại cho chúng ta. Và đặc biệt là cái tầm giá của nó thì nó cũng trung thôi, nó không có cao, rất là dễ tiếp cận cho các bác, các chú nhé. Tiếp theo thì em sẽ thử tiếng quạt nha mọi người nhé.
quạt rất hay. Đấy. Độ vang độ ngân rất là ok. Trên này cũng vậy. Đấy, phải nói là tiếng rất là ok. Sẽ rõ rệt hơn là trên clip. Trên clip thì em sẽ khó miêu tả cho mọi người về cái độ âm thanh thực tế của nó, vì nó rất là khủng so với cái giá tiền này. Và nếu mọi người muốn trải nghiệm thực tế thì có thể ghé đến cửa hàng của em. Đấy. Vâng, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm về ngoại hình cũng như là âm thanh cấu tạo của cái đàn Aria A50C. Thì nếu mà chúng ta có nhu cầu muốn trải nghiệm cái đàn này hoặc là mua đàn thì có thể vui lòng liên hệ với số điện thoại của shop là 0858 517971 mọi người nhé. Ngoài ra nếu chúng ta muốn trải nghiệm trực tiếp offline thì có thể ghé với số địa chỉ của shop là 371-2 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video này và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin chào.